Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng đình duy theo dõi diễn biến của tập 11, đặc biệt Nguy hiểm. Hoan nằm và nhớ lại cuộc gặp gỡ lúc chiều. Hoan đang ngồi ở phòng thì có điện thoại. Từ đầu dây đằng kia tiếng một người đàn ông nhỏ nhẹ. Thưa, có phải anh Hoan đấy không ạ? Hoan nói, vâng. Tôi Hoàn. Trưởng phòng bạn đọc đây. Tiếng đầu dây bên kia. Em chào ông anh. Em là Hoàng, giám đốc công ty bảo an đây. Sắp đến ngày 21 tháng 6, ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chúng em muốn được gặp ông anh một lúc ạ. Hoàn nói: Thôi, đã đến ngày báo chí rồi. Nếu các anh muốn chúc mừng gì thì đến đây, tổng minh tập đang có nhà đấy." Tiếng của Hoàng: "À không, chuyện tổng biên tập là với tổng biên tập, còn chúc mừng tòa soạn thì đến sát ngày đấy bọn em sẽ đến." nhưng hôm nay cũng chưa đông khách khứa lắm thì ông anh đến với bọn em một tí hoàn nói gặp ở đâu tiếng của hoàng dạ gặp ở nhà hàng biển đông anh ạ bọn em chờ anh ở trên tầng hai nhé hoan hỏi có đông người không gặp mặt các lãnh đạo à tiếng của hoàng à dạ không anh ạ đây là lãnh đạo chúng em muốn gặp riêng anh thôi chứ còn gặp chung thì chán lắm thế rồi hoan nói ok lát nữa anh tới khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau hoan phóng xe đến nhà hàng biển đông một nhân viên đứng ở cửa lễ phép nói. Dạ thưa anh. Có phải anh đến tiệc của anh Hoàng không ạ? Đúng rồi. Nhân viên đứng ở cửa tươi cười. Dạ, mời anh lên tầng trên ạ. Một cô nhân viên lễ tân ra đưa Hoan lên tầng 2. Hoan lên thì đã thấy có Trương, Hoàng và hai cô gái nữa. Mà cứ nhìn cái mặt đấy thì cũng biết đó là gái gọi. Vừa bước vào, Hoàng đã đón đả ra đón và giới thiệu. Em xin giới thiệu với anh Trương. Đây là anh Hoan, trưởng phòng bạn đọc cầu báo pháp luật ngày nay. Trương đứng dậy trịnh trọng em chào anh nghe tên anh đã lâu mà mãi hôm nay mới được gặp em nói thật ở báo anh các bài báo nào anh viết theo đơn thư bạn đọc em chỉ cần đọc mấy chữ không cần phải đọc tên tác giả em biết ngay đó là bài của anh hoan ngạc nhiên và nói anh đọc báo tôi trương nói ô hay tại sao anh lại hỏi em như thế tờ báo của anh là tờ báo gối đầu dương của em em rất thích mấy chuyên mục ở đấy hoan ngạc nhiên hỏi lại anh thích chuyên mục nào trương nói em thích nhất chuyên mục điều tra theo đơn thư bản đọc nói thật ông anh quá dũng cảm chỉ có những người dũng cảm mới dám điều tra theo đơn thư bản đọc theo cái kiểu như cổ báo anh đó là chuyên mục em thích nhất chuyên mục thứ hai nữa là giải đáp pháp luật đặc biệt là những vấn đề kinh tế <laughs> nói thật với ông anh em có phải là dân đi học kinh tế đâu ngày xưa ông già tống đi bộ đội để rèn luyện mấy năm thế rồi sau này về làm vất vưởng chưa có học hành gì đâu nhưng mà em đọc các bài trên báo đấy về giải đáp pháp luật về kinh tế giúp em nhiều lắm chỗ em có một thằng luật sư em bảo nó là ông học cho lắm vào nhưng mà tốt nhất là cứ đọc cái báo này hoan cười khoái chí và nói ờ thế đúng là chứng tỏ tay này có đọc báo mình thật mà kể cũng lạ một người như ông lại đọc báo này thế mà chẳng bao giờ thấy ông đến tòa soạn cả mà đợi đến hôm nay mới gặp nhau trương nói thật ra với anh Tuần tổng biên tập thì bọn em có quan hệ lâu rồi nhưng thấy ông anh cũng có vẻ có hợp cạ lắm hoan cười cậu <laughs> chơi với sếp tôi thì chẳng chơi chơi với tôi thì được tích sự gì Hoàng nói ê, ông anh nói thế tổn thòm bọn em thôi chuyện nào đi chuyện đấy em với ông anh là anh em cũng biết nhau rồi em nhớ mãi khi bọn em thành lập công ty vệ sĩ Bảo An ông anh là người đầu tiên đến chỗ bọn em rồi ông anh lại còn nhắc bọn em là phải làm các việc cho nó tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Hoa gật đầu và nói Đúng, các cậu nhớ tốt thật đấy Nhân viên nhà hàng mang đồ ăn ra Một cô gái rất rượu đưa cho mọi người Trương nói trịnh trọng Sắp tới là ngày nhà báo Việt Nam Công ty em và công ty chú Hoàng Hôm nay mời ông anh đến gọi là co chén rượu Và cũng mong là ông anh ngồi ở cái ghế trưởng ban bạn đọc ấy Thì có gì ông anh che chở cho chúng em Nói thật với ông anh Làm doanh nghiệp thế nào chẳng có lúc sai Chẳng có đơn thư kiện cho nên nếu có cái gì lên chỗ ông anh thì ông anh cũng nhớ tới thằng em mà bỏ qua cho. Hoa nói, các chú cứ rào đoán nhiều quá. Thôi được rồi, anh thì không bao giờ làm cái gì hại đến doanh nghiệp cả. Bởi vì anh biết các chú kiếm được đồng tiền vất vả lắm. Chú cứ yên tâm, anh em không biết nhau thì thôi. Chứ đã biết thì phải bảo vệ nhau. Mà tất nhiên là phải bảo vệ cái đúng. Chứ còn các chú mà sai, bị công an đến hạnh hoại như là cái vụ công ty thằng Bình. Thì anh nói thật, các chú thông cảm. Lúc đó có khi là té nước theo mưa, anh cho quân anh nó tẩn thêm điều tra thêm về tội trạng hoàng cười hì hì và nói <laughs> cái đấy thì chúng em quá biết nào thôi chúc sức khỏe ông anh vì sự nghiệp báo chí cách mạng cả bọn uống rượu vui vẻ trương mở cặp lấy ra một phong bì và đưa cho hoan thôi nhân ngày 21 tháng 6, chúng em có chút quà biếu anh chị cái chỗ này lấy ra là bọn em phải có quà riêng cho bà chị bởi vì bà chị cũng là nhà báo mà em nói thật với ông anh em sợ nhà báo nữ lắm hoan nói tại sao lại sợ nhà báo nữ Hoàng cười hì bảo Thì anh bảo Đã là báo Này là, là báo cái Thì kinh hoàng Cả bọn phá lên cười Hoan đấm vào lưng Hoàng Cười khùng khục nói <laughs> Không ngờ à, ông cũng lại am hiểu về giới báo chí thế nhỉ Nhưng mà này Bây giờ anh hỏi Lâu lắm không gặp nhau Mà hôm nay chú gặp anh Chú cho quà anh nhiều như thế này Chắc là không phải vì cái ngày này Đúng không? Hoàng bảo Dạ không anh ạ Chúng em nói thật là cho đến bây giờ Chả có việc gì nhờ anh cả Cũng chẳng cần anh bảo vệ cái gì cả Bọn em có làm cái gì sai đâu mà phải lo Chỉ có cái là gặp được ông anh thế này là vui rồi Thế còn cái đồng tiền Anh bảo nó đáng cái gì Nói thật với anh Chả có vài chục triệu của chúng em biếu anh hôm nay Thì anh cũng có đói đâu Mà ngược lại có phải vì biếu ông anh vài chục triệu Mà bọn em nghèo đi đâu Đồng tiền nó là chuyện nhỏ Anh không phải băn khoăn về cái việc đấy Thế rồi cả bọn ngồi uống rượu Hai quả rất rượu và ngồi bên cạnh hoan lả lơi Nào mình uống rượu đi Trương nói, hôm nay ông anh cứ thoải mái đi. Trong hai em này, ông anh thấy ai xứng đáng là bà hai của anh, thì ông anh cứ nói. Rượu vào bắt đầu bốc lên, Hoan nói, ôi, cả hai em nhìn chắc chắn là đẹp hơn vợ già của anh rồi. Thôi bây giờ thế này, hai em, ai xung phong làm vợ anh? Một đả giơ tay, em, à kia lại nói, không, em. Hoan cười và bảo, đấy, chưa gì có hai em ở đây mà đã bắt đầu ghen rồi. Thôi, anh lấy em này nói rồi hoan kéo em ngồi bên tay phải vào trương và hoàng thấy thế thì cười thích trí trương nói thế thì ở đây còn thiếu nữa em cũng chưa có vợ rồi gã bảo cô gái em cưới vợ cho anh à kia nói vâng ạ à, sẵn sàng thôi mà anh thích loại thế nào nhỉ người mẫu hay là hoa hậu hay là á hậu anh thích loại có danh hay loại vô danh trương nói anh là cứ lấy cái loại vô danh gớm loại có danh mệt lắm không khéo rồi thì quân phóng viên của anh hoan đây mà nó phát hiện ra được thì đời anh có mà ra cái lạt à kia ra ngoài gọi điện thoại cho một ai đó rồi quay vào bảo nửa tiếng nữa bạn em sẽ đến đây là sinh viên trường sân khấu điện ảnh đang học năm thứ hai nó quê ở vùng cao giàu sạch đấy trương cười và nói bây giờ con gái vùng thấp hay vùng cao thì làm gì có khoảng cách mà thôi cứ đến đây thế rồi cả bọn lại tiếp tục uống rượu bỗng dưng hoàng nói em thấy báo anh có vẻ dè dặt trong cái vụ đánh thằng bình nhỉ hoan bảo hôm nay tổng mới tập ra lệnh rồi từ ngày mai bắt đầu phải có bài choang thằng này Trương bảo Nhưng mà em thấy cũng lạ Tại sao nó làm ăn ở tình mình như thế Có quan hệ với bọn tội phạm nước ngoài như thế Mà đến bây giờ công an mới biết là làm sao Hoan nhăn mặt Cái về này anh cũng chưa hiểu đội tình thế nào Nói thật với các chú là Tổng Nguyên Tập đang giao cho bà xã anh đi điều tra đấy Hoàng cười khoái trí và bảo Ôi giời ơi Chồng là trưởng ban bản đọc Vợ là phóng viên đi điều tra thế này Thì nhất Rồi Hoàng nói Em nói thật với ông anh Anh trước đây chỉ lo làm ăn thôi anh ấy không để ý đến giới giang hồ đâu. Thậm chí anh ấy còn phàn nàn với em là mấy ông công an quá quắt. Doanh nghiệp người ta đang ăn nên làm ra thì lại xông vào điều tra. Thế rồi là báo chí cũng nói lại tùm lum lên. Như thế thì chẳng khác nào là giết chết doanh nghiệp à? Em làm giám đốc công ty vệ sĩ, dưới trướng em có 200 lính. Nói thật với ông anh là có khoảng 30 thằng có tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt. Mà bọn giang hồ ở đó là chúng nó biết rõ lắm. Khi công an vào cuộc, em mới gọi một số thằng lên hỏi thì mới ngã ngửa ra thằng bình là cái thằng ghê gớm vô cùng ẩn náu đằng sau cái bộ mặt hiền lành thậm chí ngây ngô không biết gì của nó là hàng loạt những âm mưu mà nói thật với anh mấy ông nhà văn không bao giờ tưởng tượng ra được đâu hoan giật mình đến mức thế cả hoàng nói đúng thế đấy nếu như ông anh có phóng viên nào tin cậy bảo đến em bọn em có người cung cấp cho trường quắc mắt này anh cấm chú làm cái việc như thế việc công an người ta điều tra là việc công an còn cái việc làm ăn của anh đây với thằng Bình thì chú đừng có góp thêm lời nào vào cả. Như thế nó có hay ho cái gì? Cùng là doanh nghiệp với nhau. Trạng chết thì chú cũng băng hà. Nó chết thì mình khỏe hơn được cái gì đâu. Đấy, nói gì thì nói. Anh chẳng biết nó tham gia cái đảng 3K, 4K gì anh không biết. Nhưng mà doanh nghiệp của mình đang khốn khổ như thế. Nó mua lại cho mình cả một đống hàng, cứu mình một quà thua trông thấy. Không có nó thì mình còn khốn khổ. Cho nên tốt nhất là chú đừng có động vào cái việc ấy. Hoàng hiểu ý và nói. Dạ vâng ạ. Hoan nghe chuyện thấy thú vị. Hoan nói, Ồ quân bên chú biết nhiều thế cơ. Hoàng nói, thực sự quân của em biết rất nhiều, nhưng thôi, anh Trương đã có ý như thế rồi, bọn em không nói nữa. Nhưng mà nếu bà chị cần gì, ông anh cứ bảo bà chị tới bọn em. Hoan lắc đầu, ơi, không nói được. Các chú không biết bà xã anh đâu, bái dẫn kinh khủng. Anh với bái nói thế thôi. Hai vợ chồng đồng sàng dị mộng, ở chung với nhau đấy, nằm cạnh nhau đấy, nhưng mà cô ấy có đường đi riêng của cô ấy. Hoàng nói đường đi riêng là thế nào hoan phải tay ôi việc đấy khó nói lắm mà có nói chú cũng chưa hiểu hoàng bảo em biết bà chị rồi bà chị là phóng viên nổi tiếng ngay thẳng ở cái tỉnh này nhưng mà đi điều tra việc này cũng khó đấy hơn nữa em nói thật với anh rồi ông anh xem bà chị sẽ không có thông tin gì và bà chị sẽ bảo vệ công ty thằng bình cho mà xem hoan ngạc nhiên sao chú lại nói như thế hoàng nói anh không biết đâu Bà chị nhà mình ngày xưa chơi rất thân với cái con Linh người mẫu, vợ thằng Bình đấy. Chỉ cần con Linh nó thể thọt nói một câu thôi, bà chị sẽ không đả động gì đến đâu. Cho nên ông anh mà muốn có được những bài báo cực kỳ hay về thằng Bình, về công ty nó và những mánh khóe làm ăn của nó, thì phái một thằng phóng viên khác. Bỏ đem sẽ giúp. Hoan gật đầu và bảo, thế thì được rồi, anh sẽ giới thiệu cho chú một thằng, anh gọi nó đến đây ngay nhá Hoặc nói, nhưng mà phải là đệ thật tin cậy của anh đấy. Hoan bảo, rồi, chú cứ yên tâm nói xong hoan lấy điện thoại di động ra bấm số hoan dõng dặc cậu thắng đấy à cậu đang làm gì đây tiếng người đầu dây bên kia dạ thưa anh em đang đi chơi ạ hoan nói ô thằng này sao lại dỗi dãi thế mà đi chơi tiếng người phóng viên tên là thắng thì ông anh bảo buổi chiều mà làm báo xong rồi chẳng đi chơi thì làm gì em đang đi tập thể dục ông anh ạ hoan bảo thôi chú phóng xe đến đây đến hàng biển đông có việc tiếng người phóng viên tên là thắng dạ vâng ạ em đến ngay Khoảng 10 phút sau thắng phóng xe tới. Đó là một gã bụng phệ, mặt tròn ung ngủng, mặt thì to mà mắt thì nhỏ, ti hí mắt lươn. Thắng vào, Hoàn giới thiệu. Anh giới thiệu với hai chú. Đây là cậu Thắng, phóng viên chuyên điều tra của bọn anh. Đây cũng là cái tay gây gớm đấy. Hoàng bắt tay Thắng và nói. Dạ em cũng đã được nghe tên anh, hôm nay mới được gặp. Rồi Hoàng giới thiệu Trương. Người này chắc là Thắng biết. Thắng nhìn sang Trương và nói. Anh Trương thì em lạ gì? Trương cười và bảo. Nhưng mà hôm nay mới được ngồi với nhau. Rồi Trương nói. Thôi, nhân ngày 21 tháng 6, qua xếp chú đây thì mời chú đến uống chén rượu. Chả có việc gì cả. Hoan nói. Bây giờ thế này, anh giao nhiệm vụ cho chú. Sáng nay họp cơ quan thì chú biết rồi đấy. Tổng biên tập giao điều tra công ty Hưng Thịnh chỗ thằng Bình cho bà xã anh. Nhưng mà anh nắm được thông tin rồi. Bà xã anh sẽ ngáng việc này ra, bởi vì bà ấy có mối quan hệ của bái Thôi, chuyện ấy không nói nhưng có rất nhiều thông tin hay về chỗ thẳng bình mà thông tin này các báo chưa hề có, chưa ai biết. Cho nên gọi chú đến đây là để chú tính cho anh vụ đó. Thắng tươi nét mặt và nói, hay quá, ra về này cho em. Vừa lúc đó, à được trương gọi tới để làm vợ xuất hiện. Đó là một cô gái, cao có lẽ đến hơn 1m7, ấm nghẹo đi vào. Trương bảo, đây rồi, vợ tôi đến rồi. À kia ngồi bên cạnh, Trương vừa đặt tay lên vai ả thì bị ả hất ra và nói: đàn ông canh anh hay thật, ngồi cạnh phụ nữ chưa biết người ta thế nào thế mà đã định cứ như là món hàng ấy. Hoàng nói: trời em ơi, sắc đẹp là một loại hàng hóa đấy. Trương phá lên cười và nói: thằng Hoàng giờ này mày cũng hay chết lý thật. Mà thôi, bây giờ từ từ chuyện vợ con đã. Anh Hoàng giao nhiệm vụ cho chú Thắng đi. Hoàng nói với Thắng: chú xin số mai anh Hoàng, rồi từ mai xuống dưới công ty bảo ăn anh Hoàng sẽ giới thiệu cho chú một số người mà trước đây đã từng ở tù với thằng Bình. Họ sẽ cung cấp tài liệu cho chú. Thắng khoái chí và nói, ôi, nếu được thế thì tốt quá. Rồi Hoàng đem mở túi lấy ra một phong bì nhỏ hơn, mỏng hơn, đưa cho Thắng và nói, là đầu tiên gặp chú, nhân 21 tháng 6, có món quà gửi chú. Mọi người uống rượu được thêm mấy tăng thì Trương liếc mắt ra hiệu. À đang ngồi cạnh hoan nũng nịu nói, mình ơi, mình ra đấy với em, em bảo, Nói xong à sốc nách Hoan, lúc này đã ngà ngà say đứng dậy và đi thẳng lên tầng trên. Mọi người hiểu ý về cái sự ra đi của hai người, Hoàng tiếp tục nháy mắt ra hiệu cho đứa con gái ngồi bên cạnh và sán lại đến Thắng và ống nghẹo. Em muốn anh đi về một lúc. Thế rồi cũng chẳng cần Thắng phải nói thêm gì, à ôm lấy Thắng sốc đứng dậy. Hoan và Thắng đã lên phòng, ở dưới còn lại Hoàng và Trương cùng một cô gái nữa. Trương cười và bảo, <cười> thấy chưa? trước sắc đẹp, trước đàn bà. Chẳng có thằng đàn ông nào mà lại từ chối được. Ngờ, cứ nghe mấy ông này, các ông ấy biết về gái mại dâm, với lại tệ nạn nọ tệ nạn kia, thì có mà tưởng các ông ấy như là thánh cả. Nhưng mà đấy, hôm nay mới thấy. À mà được gọi là vợ Trương, bị mồi nói. Em lạ gì mấy cái mặt này, mà cỡ trưởng phòng đó là cái đinh gì, nhiều loại chức to vật vã cũng chỉ đến thế thôi. Rồi à ngân nga đọc câu thơ dù cho trăm khéo ngàn khôn. Đến cửa nhà... À dừng lại, nói ấp úng. L, bày vía còn ba. Trường bố đổi đánh đét khoái trí. Ôi rồi ôi, thơ hay quá. Em moi đâu ra cái câu đấy nhỉ? Sư thầy thích trí thiện. Sau khi mãn hạn tù, trở về ngôi chùa cũ và lại tiếp tục được bổ nhiệm làm sư trụ trì ở ngôi chùa đấy đó là một ngôi chùa nhỏ nằm khuất nẻo ở một vùng quê nghèo. Có lẽ những năm tháng ở tù đã giúp cho sư thầy được nhiều trong việc tu thiền, cho nên khi ông trở về chùa, cuộc sống rất lặng lẽ và chỉ chăm chú vào việc tụng kinh, gọi mõ. Một hôm có một người cũng ở tù đến chùa. trông thấy người tù đó, sư thầy hỏi: "Ôi, chào anh Quyền, sao hôm nay lại đến chùa chơi như thế này?" Quyền cũng là một tù nhân thợ sửa chữa ô tô ở trong phòng hậu cần ở trại giam quyền vào sư thầy mời quyền ngồi uống nước rồi hỏi sao thế tình hình bây giờ anh như thế nào quyền bảo thưa thầy từ ngày con về con cũng mở được một cửa hàng chữa xe máy nho nhỏ cũng đủ ăn thầy ạ sư thầy thích trí thiện nói bây giờ đủ ăn được là tốt quyền hỏi thầy có biết tin gì về anh bình không sư thầy lắc đầu không tôi chỉ nghe nói cũng có nhiều người ngày xưa cũng ở tù ra đây nói chuối bây giờ làm ăn khá lắm đã trở thành đại gia. Mà chú ấy cũng thu nạp nhiều người cùng cảnh ngộ về làm, thế là tốt lắm, cứu một người phúc đằng hà xa. Quyền nói, con cũng định xin vào chỗ anh ấy làm, mà con biết là xin thì thế nào anh ấy cũng nhận, nhưng mấy hôm nay dư luận ồn ào quá, con nghĩ mà lo lắm. Sư thầy hỏi, sao, có chuyện gì? Quyền nói, không hiểu sao, sau khi ra tù, được ông can cho cơ nghiệp đất cát rồi mở xưởng làm ăn. Nhưng gần đây, lại thấy báo chí nói rằng anh ấy chơi bời giao dù với bọn xã hội đen ở bên đài loan singapore chúng nó dùng anh ấy để tẩy rửa tiền bây giờ công an đang kiểm tra phong tỏa hết cả tài sản đây thầy xem như thế này thì chết đến nơi rồi rồi quyền mở cái cặp sách đeo bên mình ra lấy ra một xấp các bài báo viết về bình mà anh ta photo lại quyền đưa cho sư thầy và bảo đấy thầy xem sư thầy thích trí tiện xem lướt lướt qua vài bài báo rồi đặt phịch xuống bàn và nói không thể có những chuyện như thế này được không thể có được quyên bảo tại sao thầy lại nói là không thể có những chuyện này sư thầy nói tôi thì tôi không biết cái chuyện bọn xã hội đen đài loan với singapore như thế nào nhưng tôi biết bình là người có thiên lương tôi biết con người đấy đó là người không thể làm bệnh và cũng không có gan làm bệnh Trước đây anh ta nghiện hút rồi cờ bạc, rồi anh ta nhỡ tay đánh chết người. Tất cả những cái đấy do tuổi trẻ không giữ gìn được. Và rồi do cuộc sống xô đẩy. Người khác dối dục, chứ bản thân mình không phải là người như vậy. Rồi thầy tiện hỏi Quyền, Quyền, thế bây giờ mình ra sao? Quyền lắc đầu và nói, còn cũng không biết nhiều. Chỉ nghe bọn giang hồ đồn đại rằng chắc là mấy hôm nữa công an sẽ bắt. Thầy tiện bảo, bắt thì cũng phải có chứng cứ chứ. Quyên cười nhạt và bảo. Cần gì chứng cứ ở thầy? Biết bao nhiêu người bắt oan bắt sai? Ở trong trại gia mình thầy còn lạ gì? Thầy thiện ngồi thờ ra một lát rồi hỏi. Vậy hôm nay anh đến đây tìm tôi. Chắc không phải chỉ để nói với tôi chuyện này. Quyên bảo. Dạ vâng. Con định đến nhà thầy. Thầy thử đến xem giúp cho. Anh Bình có làm sao không? Chứ nếu như có bể gì thì tội anh ấy lắm. Con nhớ ngày xưa lúc ở trong trại những lúc còn ốm đau giặt dẹo anh ấy lo cho con từng ly từng tí như thằng anh lo em sau này con ra tù nhiều lần con cũng định tìm tới anh ấy để nương tựa sinh sống nhưng mà hoàn cảnh nhà con bố mẹ già không đi xa được cho nên còn mở cửa hàng chữa xe năm ngoái có một lần anh ấy có nhắn người bảo con là cần gì thì có anh ấy giúp đỡ rồi anh ấy giúp mở rộng cửa hàng cho nhưng con thấy mình làm ăn vẫn còn kém cho nên chưa dám nhờ thầy thiện bảo được rồi thế thì tôi sẽ đến chỗ bình xem sự thể ra sao quyền tươi nét mặt vào nói thầy ạ à, con có xe máy đây thầy đi xe máy luôn với con đến đấy xem sao thầy thiện gật đầu rồi vợ vàng đi đóng cửa chùa lại ông còn cẩn thận lấy mấy phẩm hoàn trên bàn thờ phật cho vào túi rồi mang đi tại công ty của bình nhóm cảnh sát kinh tế đang ngồi trên mặt bàn hàng đống hồ sơ văn bản và kế hoạch kinh doanh của bình rồi hồ sơ đất cát hồ sơ công ty chất đống ngổn ngột, ngột một anh cảnh sát đọc áng chừng có vẻ mệt mỏi nói ôi đọc những cái này u hết cả tai mơ cả mắt anh sĩ quan mang cấp hàm thiếu tá bảo bây giờ các cậu đọc xong rồi xem có phát hiện gì không ổn không nếu có nghi vấn thì các cậu để riêng ra rồi chúng ta sẽ cùng bàn một anh sĩ quan mang cấp hàm đại úy ngáp dài à, đọc suốt từ tối hôm qua đến hôm nay chẳng thấy có cái gì nghi vấn cả rồi anh đại úy cào nhau Tôi cũng chả hiểu tại sao cần làm án mà lại làm cái kiểu này. Làm án kinh tế mà lại làm kiểu truy xét thì làm thế nào? Đủ thời gian cho người ta hợp thức hóa chứng tử, người ta tẩy rửa tiền xong rồi. Đã làm án kinh tế thì phải án truy sát, phải ập đến, bắt ngay, khám ngay, thì may ra mới vớ được chứng cứ. Chứ còn như thế này thì bắt cái gì? Một anh nói, à, cái vụ này cũng giống như cái vụ PMU gì đó. Làm công an bây giờ, thời buổi này mà cứ có một cái niềm tin nội tâm rằng thằng ấy nó xây được nhà thì nó phải tham nhũng, nó phải ăn cắp. Tài giám đốc ấy mua được ô tô thì phải là bằng tiền của nhà nước. Cứ nghĩ như thế rồi thì tạo cớ bắt con nhà người ta. Bắt xong rồi, đến lúc trả tìm được chứng cứ, đấy mới là cái nhục. Tôi sợ vụ này cũng thế. Anh thiếu ta nói. Thôi thôi thôi, các cậu ít mồm thôi. Các cậu không biết được cái phức tạp trong vụ này đâu. Mà tôi nói cho các cậu biết nhé. Là mà không ra được tội của thằng Bình này. Thì có khi anh em mình đi nơi khác khẩn cấp đấy. Anh đại úy nói, thế thì chết, mà tại sao nó phức tạp như thế? Tại sao anh lại đi nhận làm cái gì? Anh thiếu tá bảo, không nhận việc cũng không xong. Trên công đã nói thế rồi mà thôi. Lúc nào rỗi, tôi sẽ nói cho các cậu biết Rích rắc trong cái vụ án này. Bây giờ thì anh em mình phải cố tìm cho ra tội của thằng này. Một cô nhân viên phục vụ đẩy một xe nhỏ đi vào. Trên đấy có cà phê, bánh ngọt và hoa quả. Cô để những đồ này sang một cái bàn nhỏ bên cạnh và nói Mời canh, em để các thứ ở đây, canh mệt thì cứ dùng ạ anh thiếu tá ngẩng đầu lên nói cảm ơn cô bình đang ngồi ở trong phòng làm việc mặt mũi anh đờ đẫn mệt mỏi trung từ công ty nhỏ của bình đi xe con đến vào phòng trông thấy bình mà cô suýt khóc thấy trung vào bình chợt tỉnh táo hẳn lên bình hỏi trung tình hình ở dưới công ty thế nào hả à, em trung thở dài từ hôm có chuyện đến giờ dưới công ty chẳng ai muốn làm việc gì cả bọn em cứ phải cố đốc thúc cố làm nhưng không khí buồn chán lắm. Bình bảo, bây giờ việc dưới công ty, anh trông cậy mấy anh chị em ở dưới đấy. Làm gì thì làm, phải cố lên, đừng để cho công nhân người ta khổ. Người ta làm việc ở đây, tháng kiếm vài ba triệu bạc. Suốt ngày phơi nắng phơi gió, hít bụi, kiếm mấy đồng. Bây giờ nhớ xảy ra chuyện gì, họ biết sống bằng cái gì. Trùng rầm rầm nước mắt và hỏi, anh ơi, thế tình hình công ty liệu thế nào? Bình thờ dài bảo, bây giờ cũng chẳng biết sao suốt ngày cảnh sát kinh tế kiểm tra hồ sơ chứng từ có mấy cái máy tính thì họ niêm phong trở về cho họ hết rồi để kiểm tra trung ngạc nhiên nói họ kiểm tra cái gì rồi trung à lên một tiếng rồi nói họ giữ máy tính chắc là họ muốn tìm xem công ty mình làm ăn có khuất tất gì không mấy cái máy tính đấy em dọn dẹp hết rồi không có một cái gì liên quan đến tiền nong tài chính ở trong đấy cả ngoài bản dự thảo có hợp đồng kinh tế kế hoạch của công ty bình hỏi này anh hỏi em thế ngày xưa những dịp tết nhất mà em cứ lập danh sách đi biếu quà mọi người thì bây giờ cái danh sách đấy có bao giờ em lưu vào trong máy tính không? Trung nói, hồi ấy là em toàn làm trên máy tính sách tay của em, không hề lưu vào máy tính công ty, mà em cũng xóa hết rồi. Bình thở phào nhẹ nhõm. À... Anh nhớ các bài học ở trên Lai Châu ngày xưa, có cái chuyện thằng giám đốc công ty gì đấy, nó mang biếu ai cái gì, từ chai rượu, hộp mứt nó cũng ghi sổ, đến lúc công an bắt được, khui ra cái danh sách nó đi hối lộ, biếu xén đến một trăm mấy chục vị ở tỉnh. Trung bảo, Ai, em cũng biết cái vụ ấy cho nên em cẩn thận lắm. Trung nhìn Bình bằng con mắt thương cảm và nói. Sao dẫu anh vất vả thế? Việc cũ chưa xong, bây giờ lại việc mới. Mà bây giờ em có thông tin này, không biết anh có đủ dũng cảm để nghe không? Bình nói. Em cứ nói đi, sao phải đắn đo thế? Trung bảo. Anh phải rất cảnh giác với cô vợ anh đấy. Và cả đứa em vợ anh làm kê toán nữa. Em nghe nói rằng, chị ấy vẫn đi lại, thậm thột với thằng Quynh làm sơn cô va. Bình thở dài bảo. <laughs> anh cũng có nghe người ta nói Thậm chí người ta còn nói nhiều hơn thế nữa Rằng ngày xưa cô ấy được cái danh gửi đẹp Cũng là từ thằng Quynh bỏ tiền ra để chạy trọt ban tổ chức Nó làm sẵn câu hỏi gà cho cô ấy Để cô ấy trả lời Và nghe nói ngày xưa Hai người cũng có một thời kỳ quan hệ với nhau Nhưng ở mức độ nào thì anh không biết Trung bảo Tất cả các công trình của mình Khi cả đến sơn Anh có nhớ là chị ấy đều ép anh phải dùng sơn của thằng Quynh không Mà sơn của nó 10 thùng Thì 4 thùng là sơn đều Nó cứ trộn vào Bây giờ nhiều chỗ xuống cấp thuê thảm lắm anh. Bình thở dài bảo. Ui, thôi, em đừng nói nữa. Để cho anh Yên cái đầu. Hơn nữa cô ấy cũng sắp đẩy. Trung đứng phát dậy và bảo. Tại sao người ta bảo những người đã từng vào tù ra tội như anh thì phải khôn ngoan lắm. Nhìn cái gì cũng phải nhìn thấy không gian 3 chiều 4 chiều Thế mà anh làm sao cứ u u mê mê như thế này. Ai cũng tin, ai cũng lừa được anh. Anh làm ăn kinh tế kiểu gì thế? Bình im lặng, Trung lại nói. Anh à, hay anh xem có đền nào chùa nào thiêng thì anh đến lễ, cầu cúng cho tài qua nạn khỏi đi anh. Bình lắc đầu, thôi lễ bái mà làm gì, anh chẳng tin cái chuyện lễ bái. Trung bảo, em thấy trong vụ này có cái điều gì đó rất không ổn, rất không bình thường. Hôm nọ em nói chuyện với anh Vũ, anh ấy bảo em rằng nguyên cớ là do chuyện anh không chịu bán cái lô đất 20 hecta đất cho thằng Trương con ông Sâm, cho nên nó mới gây sự. Hay thôi, nếu như mà chỉ vì như vậy thì theo em anh cơ đôi, bán đi cho nó xong. Thật ra nếu bán đi thì em nghĩ anh cũng không lỗ. Bình nói, Em không biết đấy thôi. Để có được lô đất này, ông bố nuôi anh, ông Can. Ông ấy đã phải lao tâm khổ tứ như thế nào? Cô đã phải chạy vậy đủ nơi đủ trốn mới có được lô đất đấy. Mà ngày xưa quay dòm ngó đến cái đất đấy đâu? Trong lúa chả được, cây cũng không lớn. Quanh năm ngập úng, toàn địa với cái rô ta. Thế rồi đến khi mua được lô đất đấy, mấy năm trời anh đã phải đổ tiền đổ của vào để san lớp tôn nền, rồi trồng cây, để bây giờ mới được như thế này. Nhưng mà anh nghĩ... Tại sao lại phải quỵ lụy trong nó như thế? anh đã giúp thằng trương mua cho nó cả một lô xe máy hơn trăm chiếc mang về bán lỗ gần 50.000 đô la nó biết hết chứ nhưng mà tại sao chúng nó lại tham đến mức độ như vậy thì anh chịu cho nên anh nghĩ rồi nó muốn làm gì thì nó làm nó cũng chẳng bắt tù được anh đâu trung nói anh ạ à, đời người ta có vật có lúc lên lúc xuống em thấy rằng lúc này vận của anh đang xuống thì thôi mình cứ giữ gìn một tí một điều nhịn là chín điều lành cũng có người bảo em rằng ông Sâm năm nay mới 53 tuổi. Thế thì như vậy ít nhất ông ấy còn là một khóa chủ tịch nữa rồi mới nghỉ. Mà bây giờ ông ấy mới được nửa khóa. Tính ra là ông ấy còn 6 năm nữa. Anh bảo, làm ăn ở một tỉnh mà mất 6 năm trời, bị một ông chủ tịch tỉnh cứ thù hẳn như thế thì sống làm sao được. Bình hơi nổi nóng. Em lạ thật, ông ấy là chủ tịch thì liên quan gì đến mình? Chẳng lẽ ông ấy lại hèn đến mức là vì con ông ấy không mua được lô đất của mình mà đâm ra thù mình à? Trung nhăn mặt nói, anh cứ như người trên máy, hình như anh chẳng chịu hiểu những cái chuyện gì đấy cả thời buổi bây giờ nó thế làm gì có trắng có đen gì đâu mọi thứ đều linh tinh nhộn nhọn nếu ông ấy thù mình không bằng lòng với mình thì anh biết đấy ở dưới khi chủ tịch tỉnh không bằng lòng thì giám đốc các sở ban ngành cũng thế họ cũng lại mặt trăng mặt trời với anh mà anh bảo thời buổi này chính quyền nói phải là phải nói trái là trái làm gì có cái thứ pháp luật gì đâu mà tại sao anh lại cứ trông mong vào cái sự công bằng em hỏi anh ngày xưa anh ở trong trại giam có công bằng không Bình thở dài. Ui, thôi thôi, không nói nữa. Em dạo này làm sao ấy? Hay nói chuyện chính trị chính em? Bây giờ em ngồi nghĩ cho anh xem về mặt tài chính kế toán giai đoạn trước đây có cái gì sơ hở không? Trung nhìn Bình bằng ánh mắt dịu lại đầy vẻ bi thương. Anh à, dù bất luận thế nào, trong hoàn cảnh nào thì em cũng chỉ mong anh nhớ một điều rằng có một người con gái luôn ở bên cạnh anh. Nghe Trung nói mà Bình thấy nhói ở trong lòng, anh bảo, khổ thân em quá, mà bây giờ làm ăn như thế nào thì phải tính tới đây ra sao chứ trung nói anh cứ yên tâm những năm em làm với ông tuấn ở trên hà nội em cũng học được nhiều về đây em cũng học được nhiều và em nói thật có hai người đàn ông mà em tin cậy, đó là bố em và anh cho nên em đã xác định rồi dù thế nào thì em cũng sẽ ở bên anh bình chưa kịp nói gì thì có cậu nhân viên bảo vệ vào gõ cửa và nói già báo cáo anh có một nhà sư và một người tên là quyền đến xin gặp anh Nghe nó đến nhà sư thì Bình nhớ ngay, Bình vội vàng nói, mời hai người ấy vào phòng khách ngay. Rồi quay sang Trung, Bình nói: em ạ, à, chúng nó chẳng làm gì được anh đâu, kệ, cứ cho họ kiểm tra. Nếu mà có gì bới móc thì cũng là sai sót lật bật, hơn nữa anh là công ty tư nhân, anh còn cấp tiền của nhà nước đâu. Nợ ngân hàng anh cũng chẳng nợ đồng nào. Thậm chí ngân hàng bây giờ còn thích để cho anh bay là mấy cái dự án mà anh đã bay đâu. Trốn thuế anh không trốn thuế, bóc lột người lao động anh cũng không. Em thấy đấy, chế độ cho người lao động ở đây được đảm bảo rất tử tế." Có lẽ vào loại nhất trong các doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh này Chưa kể anh lại còn đóng góp xã hội Xây trường học, giúp bệnh viện Rồi giúp đỡ người nghèo Mỗi một năm, riêng tiền anh đi làm từ thiện an sinh xã hội Cũng phải dăm tỷ Vậy em bảo làm sao mà bắt được anh Tội gì mà bắt, chỉ là anh hạ vớ vẩn thôi Anh chẳng lo cái gì cả Trung thở dài Thôi, bây giờ em đi về công ty đây Mà em cũng tính rồi, có lẽ em sẽ ra ngoài Lập công ty riêng Bình nói, em định lập công ty làm gì Em định cùng với mấy người hùn vốn là một công ty làm du lịch chăm sóc người già. Bình nói, sao em lại nghĩ ra cái này? Em về Hà Nội thấy rồi, ở đây mình với Hà Nội cách nhau không xa, đất đai ở đây rộng, có một người có một mảnh đất 4 hecta để không. Thế thì bây giờ hùn vốn vào, xây nhà trên đấy rồi mời các bác sĩ về hưu, nhân viên y tá về hưu đến và làm dịch vụ chăm sóc người già. Anh bảo bây giờ nhiều người kinh tế khá, có tiền có của, họ muốn bố mẹ họ được chăm sóc một cách tốt. Chứ nhiều cụ già, có cụ lại lú lẫn bệnh tật, mà ở nhà thì cứ như là bị nhốt trong nhà tù thì còn khổ bằng mấy đi trại dưỡng lão trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng như vậy thì mỗi tháng họ chỉ chi cho bố mẹ họ dăm 7 triệu thậm chí cả chục triệu đi thì cũng chẳng là cái gì cả nhưng mà các cụ ở với nhau lại vui rồi lại được chăm sóc y tế tốt hơn có người nâng giấc em thấy làm cái đấy là hay lại đơn giản chẳng phải lo buôn gian bán lận đối phó với quản lý thị trường phòng thuế công an mình chỉ cần chăm sóc các cụ cho nó tốt đừng để ai nói gì thế là xong bình á lên một tiếng rồi nói thôi ý tưởng này của em hay quá nhỉ anh ủng hộ thế em làm đi rồi cho anh góp vốn vào đấy với trung nói em đang tính nhưng mà có lẽ là tới đây em sẽ làm luôn vốn thì cũng không cần nhiều chắc chỉ cần khoảng độ vài tỷ thôi mà nếu làm truyền thông quảng cáo tốt thì chắc chắn không thiếu gì người đến đâu bình nói không phải làm ngay ý tưởng của em rất hay thế bây giờ thế này ngày mai anh sẽ chuyển tiền từ tài khoản của anh sang cho em rồi em làm thế nào thì làm sau này anh em mình tính sau trung bảo không được đâu anh ạ anh không biết đâu tài khoản của anh bây giờ và một đồng ra một đồng là công an họ biết rồi đấy đó là còn chưa kể cô vợ anh cũng biết bình nhăn mặt hỏi làm sao mà vợ anh biết được trung bảo sao mà anh ngây thơ thế vợ anh biết số tiền trong tài khoản của anh anh tiêu pha như thế nào biết từ lâu rồi và em sợ rằng cô ấy còn biết cả mật khẩu của anh nữa cơ bình ngạc nhiên tại sao em lại nghĩ như thế trung thở dài bạn em nó làm ở ngân hàng nó nói cho em biết chị ấy chơi rất thân với phó giám đốc kinh doanh của ngân hàng chính tay này đã giúp chị ấy theo dõi tài khoản của anh bình đấm tay xuống bàn đến dầm một cái thế thì con này ghê thật trung nói cả tỉnh này đều biết vợ anh là người ghê gớm thủ đoạn chỉ mỗi anh là không biết thôi nói rồi trung bảo thôi em đi đây anh cũng xuống tiếp khách đi bình xuống phòng khách và thấy sư thầy thích trí thiện và quyền bình ôm lấy sư thầy và nói chào thầy thầy khỏe chứ sư thầy thích trí thiện nắm tay bình và bảo Cảm ơn anh, tôi khỏe. Rồi Bình đấm vào vai quyền. Thế nào, chú em? Dạo này làm ăn thế nào? Nghe nói cái cửa hàng sửa chữa xe máy của chú làm ăn cũng được đúng không? Mà tao đã bảo rồi. Mày cần cái gì thì qua đây anh giúp. Tại sao lại không thấy? Quyền cười khi khi bảo. <laughs> cửa hàng em nó bé, đáng cái gì đâu anh. Khi nào em mở rộng cửa hàng, em cần phải anh giúp. Thì tất nhiên là em sẽ đến tìm anh. Bình cười. Mà tao thấy ngày xưa, mày cũng là cái thằng phóng khoáng lắm. Tại sao bây giờ cái gì cũng cẩn trọng thế nhỉ? Quyền không nói gì và bảo Em hôm nay cũng tìm mãi Mới ra được chỗ thầy thiện Không ngờ thầy ấy ở cái chùa kiến đáo quá Bình bảo Hừ, Công nhận cái chùa ấy quá yên tĩnh Nhưng mà người tu hành ở những nơi đó hay hơn là ở các chùa trốn đô thành đấy Thầy thiện cười rồi bảo Cũng có người bảo tôi rằng Xây chùa bây giờ cũng là một nghề kinh doanh tốt đấy Bây giờ người ta đổ xô xây chùa Cơi nới chùa để cho khách thập phương đến lễ được đông hơn Mà càng nhiều khách đến lễ thì càng có nhiều tiền Bình nói con <laughs> không nghĩ như vậy. con lại nghĩ thế này. cái chuyện đi chùa là chuyện bình thường, cũng nên khuyến khích người ta đi chùa. nói thế thôi, chứ đi chùa cũng làm cho cái tâm mình tĩnh lại. mỗi người bớt đi cái tha một chút, bớt đi cái ác một chút trong người, thì xã hội cũng sẽ tốt hơn. hơn nữa bây giờ người thì đông, chùa thì chật, có cơi nới sửa chữa, xây mới cũng là bình thường. chỉ có điều con nghe nói, nếu xây chùa với mục đích để làm sao thu được nhiều tiền, thì còn mang họa vào thân đấy. Rồi Bình tự tay rót nước mời thầy Thiện và Quyền. Mời thầy uống nước, chua uống nước đi. Cầm chén nước trên tay, Bình chậm rãi nói tiếp. Hôm nay thầy tìm đến con như thế này, chắc là có chuyện. Con nói thật với thầy, những ngày ở trong tù được gần gũi thầy, thầy dạy dỗ con nhiều điều. Bây giờ con ngộ ra, những điều thầy nói đúng quá. Thầy Thiện nói với vẻ cảm động. Anh nói được như thế thì tôi cũng rất vui. Hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi anh chuyện công an người ta đang khám xét ở chỗ anh là có thật không? Rồi cái chuyện báo chí nó đưa tin anh là thành viên của đảng 3K, Với tam hoàng cái gì đó, thì việc đó là như thế nào? Bình thở dài rồi nói, à, Con nói thật với thầy, cho đến bây giờ con cũng chưa hiểu tại sao tai họa lại giáng xuống đầu con dồn dập như vậy. Kể cũng lạ, con làm ăn ở đây, con không mua tù trúc oán với ai. Con tự thấy rằng nếu bảo con tốt quá thì con không dám nhận, nhưng con chưa đắc tội với một người nào làm doanh nghiệp con cũng không trốn thuế cũng không lừa đảo thế mà tại sao bây giờ nó lại vu cho con là thành viên của hội nọ băng đảng kia đấy bây giờ công an đang kiểm tra tài sản của con đang kiểm tra từng hóa đơn chứng từ ở trên tầng tư ấy thầy thiện nói tôi tin anh nhưng nếu như điều như anh nói xảy ra tại sao anh không nghĩ đến nó có một nguyên nhân gì khác bình bảo thưa thầy con có nghĩ có lẽ rằng nó xuất xứ từ chuyện con không chịu bán nô đất 10 hectare của con cho cái tay cậy thế cậy thần của tình này. Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn thổi thôi, chứ còn con mà gặp cái tay đấy thì vui lắm, không có vấn đề gì. Sư thầy thích trí tiện ngồi nghĩ một hồi lâu rồi bảo, Anh à, tôi vẫn còn ghi ngày sinh tháng đẻ của anh trong sổ của tôi, và tôi bấm số hút cho anh rồi. Năm nay anh họa lớn vô cùng, mất của là còn nhẹ, và thậm chí còn mất mạng nữa đấy. Ánh mắt Bình thoáng lộ vẻ sợ hãi rồi Bình nói, Thầy thử nói kỹ xem nào, thầy thiện nói bây giờ không thể nói hết được nhưng tôi chỉ khuyên anh nên thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói từng cử chỉ hành động và không được làm một cái gì để gây cho người ta khó chịu theo tôi để thoát được kiếp nạn này trong vòng ba tháng nữa anh nên giao mọi việc cho một người nào đó quản lý rồi anh lên chùa anh ở với tôi rồi thầy lại hỏi tôi hỏi anh có phải chị ấy chuẩn bị sinh con trai không dạ vâng ạ Thầy thiện nói Thôi, thế thì đúng rồi Tuổi anh là tuổi đinh dậu Thế mà tuổi cô ấy lại là lạc quý xỉu Tị, dậu, xỉu Nó là tam hợp Mà tam hợp thì biến tam tai Mà tất cả những người tam hợp lấy nhau Sinh con trai Con trai đầu ấy Nếu mà nặng thì có người chết Nhẹ thì vào tù ra tội Khuynh ra bại sản Còn nhẹ hơn nữa Thì thằng con đó sau này sẽ đốt sạch cơ nghiệp. Cho nên vợ chồng lấy nhau không gì sợ bằng tuổi tam hợp. Tất nhiên nếu tuổi tam hợp mà sinh con gái đầu lòng thì đó là cái họa nó gánh cho mình. Tôi nói, anh đừng nói rằng tôi mê tín gì đoan. Nhưng cái điều này tôi đã chiêm nghiệm bao nhiêu năm nay. Và tôi chưa bao giờ thấy sai điều gì cả. Năm nay là năm trường lưu thủy, anh lại là lửa dưới chân núi. Nó vùi dập anh ghê lắm. Cho nên bây giờ đã là sắp cuối hè rồi. Chỉ cần sang mùa thu, mùa đông thì tai họa sẽ đến với anh không biết lúc nào mà lần đâu. Bình bảo, vậy thì con nghe đời thầy, con lên núi ở với thầy, ở với thầy đến hết năm. Sư thầy thích trí tiện nói, nếu thế thì tốt. Bây giờ cơ nghiệp của anh, anh giao cho ai, anh ủy quyền cho người đó trông nom. Tất nhiên khi ủy quyền giao cho ai thì sẽ có xảy ra mất mát, xảy ra thất thoát, nhưng không sao, sẽ không mất hết được đâu. Như thế lại còn được. Lời của thầy thích trí thiện nói khiến cho Bình như người ngủ mê trật tỉnh. Bình nói, hay lắm, ý của thầy rất là hay. Còn nghe lời thầy, được, con sẽ làm thủ tục ngay. Bình quay sang hỏi Quyền, thế bây giờ cửa hàng của chú thế nào? Quyền nói, dạ em thuê thêm ba thằng thợ, nói chung bây giờ cũng đủ ăn anh ạ. Bình nói với Quyền, bây giờ chú cần cái gì, anh giúp. Quyền nói, dạ em cũng chẳng cần anh giúp cái gì cả. Em nói thật với anh, bây giờ cửa hàng em nó nhỏ, và bây giờ em cũng không thể đầu tư ra được cái gì lớn, em thấy các cụ dạy rồi. Cả thuyền thì lớn sóng, cho nên thôi, em cứ làm ăn như thế. Đại khái là cũng có chút chút để dành, thế là được rồi. Bình hỏi, thế vợ con thế nào? Quyền nói, dạ em chưa lập gia đình, em đang định cuối năm nay em lấy vợ. Bình bảo, được, nếu mà chú lấy vợ, chú nhớ về báo cho anh biết định. Thế rồi Bình nói với sư thầy, thầy chờ con một chút nhé. Rồi Bình chạy lên nhà, mở ngăn kéo và lấy tiền riêng của mình ra. Bình bỏ vào hai phong bì, mỗi phong bì 50 triệu rồi anh chạy xuống, Bình đưa cho thầy. Cái này là con biếu thầy, tuần sau con sẽ lên ở với thầy. Còn cái này là anh cho chú. Thầy thích trí thiện chắp tay lại. À gì Đà vật. Cảm ơn anh đã giúp đỡ nhà chùa. Con quyền thì dưng dưng nước mắt và nói. Anh à, em nghe mấy thằng chúng nó viết về anh, em căm lắm. Em mà vớ được thằng nhà báo nào, em chặt ngón tay từng thằng. Tại sao chúng nó lại có cái lối viết gấp lửa bỏ tay người dã man như thế? Chú ơi! chứ đừng có nghĩ đến mấy tay nhà báo ấy. Do người khác xịt chó bùi rậm thôi. Thôi, bây giờ mình đừng nghĩ đến nữa. Bây giờ mình phải học thầy. Việc to thì coi như thành việc nhỏ. Việc nhỏ coi như là không có. Sống thế cho nó yên. Cũng thời gian đó ở trên nhà, đội cảnh sát đang ngồi kiểm tra sổ sách giấy tờ. Một cảnh sát cấp đại úy lật một tờ giấy nói. Này, sao trong đống này lại có cái giấy này thế nhỉ? Một thiếu tá hỏi, giấy gì đây? đây là tờ trình của trường quan hành chính đề nghị là duyệt biếu cho giám đốc sở quy hoạch và xây dựng của tỉnh một đôi lọ lục bình anh thiếu tá hỏi lọ lục bình trị giá bao nhiêu anh đại tá trả lời trong giấy này đề xuất lọ lục bình bằng gỗ cẩm lai mua ở trong sài gòn trị giá 150 triệu anh thiếu tá vô lấy tờ giấy và nói thôi thế này thì được rồi 150 triệu đôi lọ lục bình lọ lục bình trị giá này là lọ trên mức tình cảm rồi thế là chúng ta được yên việc anh đại úy bảo nhưng mà anh ạ à, người ta biếu nhau cái lọ Chứ có phải tiền nong gì đâu. Người ta quý nhau, người ta cho nhau cái đôi lọ lục bình, rồi lại khép vào tội này tội nọ. Thì thấy cũng không ổn. Anh thiếu ta nói. Bây giờ như thế này, các chú xem cho anh thời điểm mua cái lọ này nó vào năm nào tháng nào. Cũng vào thời điểm đấy, thằng Bình đang làm dự án gì, và dự án đấy thì đang ở mức độ nào. Nếu như dự án đấy xong rồi, không có làm cái gì nữa, mà nó biếu ông ấy cái lọ lục bình 150 triệu, chứ một tỷ thì cũng chẳng có vấn đề gì nhưng nếu như việc biếu xén này mà xảy ra trong thời gian thằng bình đang xin đất làm dự án đang xin giấy phép để xây nhà cao tầng để bán mà nếu xảy ra trước thời điểm đó nó được duyệt thì việc biếu quà này là đi hối lộ chứ còn gì nữa anh đại úy nói nếu thế thì sợ quá nhỉ anh thiếu tá nói ô hay thế chú tưởng pháp luật bây giờ là ngay thẳng cho chú à nó nói thế nào chẳng được như vụ năm quyết đấy có ông chỉ vì đôi cá cảnh thôi mà còn thân bại danh liệt nó cho đôi cá cảnh đấy, nuôi báo cô, dán chẳng ăn được, bán chẳng bán được. Lại còn để ở nhà tốn tiền điện, tiền thức ăn, được mỗi cái vui mắt. Đến lúc đối tượng nó bị bắt, nó khai ra là nó biếu ông ấy đôi cá cảnh, nó mới quy đôi cá cảnh ra là 5 triệu bạc. Mà không hình phạt thì 5 triệu lán đòn rồi. Nên thôi, cái vụ này được rồi, Con chứng cứ này là tốt rồi. Nên các chú lục kỹ vào xem như thế nào. Tại phòng làm việc của phó giám đốc, chỉ huy cảnh sát Trần Văn Hường có một cuộc họp giữa Hường với viện phó viện kiểm sát và các cán bộ đã đi điều tra ở chỗ Bình. Đại tá Hường nói, Nào, bây giờ tôi muốn nghe các đồng chí báo cáo tình hình điều tra ở chỗ Phạm Bình. Đầu tiên, phòng cảnh sát hình sự cho tôi biết. Một sĩ quan đeo cấp hạn trung tá là trưởng phòng cảnh sát hình sự nói, Báo cáo anh, chúng tôi đã làm việc với văn phòng Interpol, làm việc với cục cảnh sát hình sự của bộ và với công an Hà Nội. Thì cho đến nay, chưa có một tài liệu nào nói rằng bọn băng nhóm xã hội đen đảng 3K và hội Tam Hoàng có mặt ở Việt Nam. Theo văn phòng Interpol, trước đây, trong một số vụ gây rối trật tự tri an như tranh giành vũ trường ở trong Nam liên quan đến Nam Cam, ngày trước, thì có nói đến việc nhóm tội phạm này, nhóm tội phạm kia có liên quan đến bọn Tam Hoàng 3K ở Đài Loan, thì đều là do báo chí theo dệt, chứ còn không có tài liệu nào chứng minh điều đó. Mà văn phòng Interpol của Đài Loan, Singapore và một số nước châu Á đều khẳng định rằng trong hồ sơ họ thông báo thì không có những đối tượng như phía Việt Nam yêu cầu cung cấp thông tin. Như vậy là việc Phạm Bình có liên quan đến việc tẩy rửa tiền của các băng nhóm này thì theo tôi nghĩ chưa có cơ sở. Đại tá Hường gật đầu và nói Được, thế là xong một việc. Còn phòng cảnh sát kinh tế, các anh làm được gì ở đấy rồi? Một sĩ quan đeo cấp hàm thiếu tá đứng lên Báo cáo anh Qua hơn một tuần chúng tôi kiểm tra đấy thì không phát hiện được bất cứ điều gì bất minh về kinh tế của Phạm Bình. Các chế độ của người lao động đều được đảm bảo việc trốn thuế không có việc nhập hàng lậu cũng không có tất cả mọi thứ hóa đơn, sổ sách chứng từ đều minh bạch. Hơn nữa kiểm toán nhà nước cũng vừa kiểm toán xong, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Ngay có một cái khoản chúng ta có thể dễ thấy nhất, đó là khoản chi tiêu tiếp khách, cái số tiền rất thấp, không đáng kể gì cả. Lại tác Hường mỉa mai. Nói như các anh, thì tên Phạm Bình này là trong sạch. Mà cứ như thế này thì còn trong sạch hơn cán bộ nhà nước cái nhỉ? Một sĩ quan đeo cấp hàm đại úy nói. Dạ thưa phó giám đốc, quả thật là không tìm được cái gì. Anh thiếu tá bảo cũng có một việc chúng tôi tìm ra nhưng cũng rất là phân vân. Hôm nay cũng muốn hỏi ý kiến ca anh luôn." Đại tá Hường nói. "Có việc gì cứ nói xem nào." "Dạ báo cáo anh, trong giấy tờ chúng tôi thu kiểm tra thì có một giấy đề xuất mua một đôi lọ lục bình trị giá 150 triệu để mang biếu ông giám đốc sở quy hoạch kiến trúc và đô thị." Đại tá Hường tròn mắt ngạc nhiên. "Lọ lục bình bằng chất liệu gì mà trị giá 150 triệu? Nó là đồ cổ à?" "Báo cáo anh, không phải là đồ cổ." Anh thiếu tá nói. Nhưng mà đây là bằng gỗ cẩm lai nguyên khối, đặt trong phía nam. Nếu là gỗ cẩm lai nguyên khối, không ghép, thì đất kinh khủng. Đại tá Hường vỗ đùi và nói. Thế thì cũng được đấy. Món quả biếu mà biếu tận 150 triệu như vậy, là cái tình cảm này trên mức bình thường rồi. Thế các cậu xem cái lọ đấy có chưa? Anh thiếu thà nói. Dạ chúng em đã cử trinh sát bí mật về nhà ông giám đốc sở quy hoạch kiến trúc và đô thị. Là ông Tấn cũng đã xác minh và chụp được ảnh đôi lọ lục bình này rồi. Anh mở cặp lấy ra bức ảnh chụp được đôi lọ trên ban thờ nhà ông Tấn. Đôi lọ lục bình rất đẹp, để hai bên trên ban thờ. Đại tá Hưởng nói, Thế các anh đã hỏi cho anh Tấn về lai lịch đôi lọ này chưa? Một người nói, Báo cáo anh trưởng, Đây mới chỉ là thông tin ban đầu thôi. Còn phải xin ý kiến chỉ đạo của các anh ạ. Đại tá Hưởng nói, Thôi được rồi. Bây giờ bên hình sự sẽ làm cho tôi một báo cáo về chỗ Phạm Bình có quan hệ với bọn xã hội đen nước ngoài hay không. Còn cảnh sát kinh tế, làm cho tôi báo cáo kết quả kiểm tra ở chỗ Phạm Bình. Tôi yêu cầu tất cả các anh, tất cả việc kiểm tra này có hay không có cái gì, phải tuyệt đối bí mật, không được để lộ thông tin cho bên ngoài biết. Mấy hôm nay tôi đang nhức đầu về chuyện báo chí nói về Tây Bình này đây. Anh chúng ta trưởng phòng cảnh sát hình sự nói, báo cáo anh, chúng em cũng không hiểu sao, báo chí lấy đâu ra cái thông tin về cái thằng Phạm Bình này ghê thế. Chết thật, cứ theo như báo chí nói về tay này thì cứ như là tỉnh chúng ta là cái nơi chứa chấp bọn xã hội đen. Đại tá Hường bảo, sau đây tôi sẽ làm đề nghị lên ban tuyên giáo. Chứ bây giờ báo chí cứ theo dệt ra một thằng phạm bình như thế này thế thì tỉnh ta chẳng lẽ không còn lãnh đạo à mà rồi ngay cả chuyện ngày xưa thằng bình ở trại giam như thế nào cũng không hiểu tại sao báo chí lại lấy được thông tin rồi thậm chí là nó lại còn lấy đâu ra cái chuyện ông can ngày xưa vợ nọ con kia như thế nào Ôi, chết thật tôi cũng không hiểu nổi bác can mất rồi bác ấy là bậc đàn anh là người chúng tôi ai cũng kính trọng mà đời bác ấy cũng bất hạnh đi bộ đội nhiễm chất độc màu da cam bà đần đẻ con thì không nuôi được cả ba cuối cùng phải để cho vợ đi lấy chồng khác để có được một con ba cái sống một mình. Cuối cùng gặp thằng Bình này, chẳng hiểu số phận thế nào ông ấy quý nó, nhận nó là con nuôi thì có làm sao. Thế mà bây giờ lại nói thằng Bình dùng mọi thủ đoạn để lấy lòng ông ấy, để được làm con nuôi. Ôi, cái này không được, đảm bảo phải có đức, có tâm, để lại cái đức cho con cho cháu, chứ ai lại thất đức thế này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của Đặc biệt Nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán hình giả có một đêm ngon giấc.